Chào anh em nha. Quê cái nào trời mù mịt, nào mây đen tùm lùi, không một tí nắng. Đang quê em ơi. Quá thuốc khỏe lại bình thường rồi em. Em ơi, anh cầm về quê anh nuôi luôn. Cho nghỉ giếng nha. Xả hại lề em ạ. Ở đây chắc tầm khoảng 18, 17, 18 độ. Lần mấy 2-3 ngày cho tắm ghê thật. Hôm nay Hưng lên được tí nha. Hôm nay mới tan bên này, tan được tí mây đem chim ra. Chào lưu Nhật Xuyên nha. Em thấy có cái bùi lan khiếp chưa? Mày rồi, chào anh em nha.